Xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu ngày hôm nay. Nhìn chung thời tiết toàn tỉnh Lai Châu có mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong ngày có nắng, có nơi nắng nóng. Trong mưa dông thì cần đề phòng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió rất mạnh. Nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 21 đến 36 độ, khu vực vùng núi cao từ 18 đến 27 độ và độ ẩm dao động trong khoảng là từ 65 đến 98%. Cụ thể như sau, khu vực thành phố Lai Châu nhiệt độ dao động trong khoảng từ 21 đến 30 độ, độ ẩm 65 đến 95%. Khu vực huyện Mường Tè có nhiệt độ được dự báo từ 24 đến 36 độ và độ ẩm dao động từ 65 đến 95%. Khu vực huyện Sìn Hồ, nhiệt độ được dự báo từ 19 đến 27 độ và độ ẩm dao động từ 65 đến 95%. Đến với khu vực của huyện Than Uyên được dự báo nhiệt độ từ 23 đến 33 độ và độ ẩm dao động từ 65 đến 95%. Đến với khu vực huyện Nậm Nhùn được dự báo có nhiệt độ từ 24 đến 36 độ, độ ẩm 65 đến 95%. Khu vực huyện Tam Đường được dự báo có nhiệt độ từ 23 đến 33 độ và độ ẩm dao động từ 65 đến 95%. Huyện Tân Uyên cũng có nền nhiệt độ tương tự từ 23 đến 33 độ và độ ẩm từ 65 đến 95%. Và cuối cùng sẽ là huyện biên giới Phong Thổ với nền nhiệt độ từ 24 đến 36 độ và độ ẩm từ 65 đến 95%. Vâng, thưa quý vị và các bạn, với dự báo tỉnh Lai Châu vẫn sẽ có mưa rào về đêm và sáng sớm. Mưa dài ngày cùng với kết cấu của đất đá đã bị suy yếu bởi đất đã ngập no nước sau những ngày mưa dài vừa qua. Nguy cơ sạt lở, trượt đất đá tại các sườn đồi núi, ta luy âm và ta luy dương vẫn có thể xảy ra. Để đảm bảo an toàn, quý vị nên hạn chế di chuyển trên các cung đường đèo dốc. Nếu buộc phải di chuyển thì cần phải quan sát kỹ để kịp thời xử lý các sự cố. Trên đây là phần dự báo và cảnh báo về thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.